Mình là chó mặt sệ mà. Mình là chó mặt sệ mà. Thấy là cái cung chân mày nó nâng lên. Dạ. Đây. Bỏ cứng lên. Cái căng ha. Chị thấy bớt nhăn, thấy là nó săn lên rồi. Yeah. Nó săn lên và da nó cũng cải thiện được một phần nào. Yeah. Cái rờ và cái cơ của mình nó bị thấy nó săn. Và rờ vô cái mặt của mình đó. Dạ. Yeah. Săn. Dạ nó săn. Nó săn lên. Bạn diễn như khán giả rồi gia đình cũng thấy là anh trẻ hơn vì chúng ta làm như vậy thì không có bị lão quá. Tôi trẻ của mình lâu hơn anh. Không có bị chảy xệ với lại không có nếp nhăn.